Xin chào các bạn, mình là Bùi Dung. Rất nhiều bạn ngày nay đã tạo kênh YouTube riêng cho mình. Tuy nhiên các bạn chưa biết cách để rút ngắn cái đường link của kênh. Để khi mà các bạn copy, các bạn gửi cho ai đó thì nhìn nó sẽ ngắn gọn và rất là chuyên nghiệp. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút ngắn cái đường link của kênh YouTube cũng như là của group hay là fanpage nhé. Thì trước hết các bạn hãy vào cái trang bit.ly. Các bạn nhìn theo thao tác của mình nhé. Bit.ly này. Ở đây mình đã đăng ký tài khoản rồi, cho nên là có tên tài khoản của mình ở đây. Nếu như các bạn chưa đăng ký thì hãy đăng ký nhé. Mình sẽ sign out ra, đăng xuất và mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký này. Các bạn cũng chuyển sang tiếng Việt nhìn cho nó dễ này. Các bạn đăng ký, bấm vào nút đăng ký này ạ. Bấm vào đăng ký. Bạn chọn đăng ký với Google. Đây bạn hãy chọn địa chỉ mail mà bạn muốn đăng ký. Sau đó bạn đăng ký là xong. Còn của mình đăng ký rồi nên là hết vào tài khoản luôn cho mình. Và bây giờ mình dẫn các bạn cách để rút ngắn đường link nhé. Trước hết các bạn hãy vào cái kênh YouTube này. Đây ạ, đây chính là đường link của kênh của mình, rất là dài đúng không ạ? Bạn hãy copy này, copy địa chỉ này. Và các bạn hãy vào đây, vào trang bit.ly này, chỗ clip này, chọn link. Bạn dán vào đây, dán vào đây và đây. Đây chính là đường dẫn mới rất ngắn gọn ạ. Và bạn có thể chỉnh sửa theo ý thích của mình nhé. Mình đã rút ngắn mấy lần rồi nên bây giờ mình phải chọn cái tên nó không bị trùng. Sau đó bạn lưu lại. Đấy, kênh này nó không cho lưu như thế này. Bây giờ mình sẽ ghi là Bùi Dung 1. Lưu lại. Lúc này bạn chỉ cần copy mà bạn đã có một cái đường dẫn mới ấy. Mình sẽ dán thử lên đây nhé, dán thử cái đường dẫn mới của mình đây, enter, đấy, nó đã ra kênh của mình rồi đấy ạ. Và ở đây này, ở trong kênh bit.ly này thì nó hiện rất là nhiều cái đường link mà mình đã rút ngắn và bạn có thể chỉnh sửa lại, edit để chỉnh sửa lại tên nhé nếu bạn muốn nhé. Thì mình thấy rất là đơn giản, các bạn có thể rút ngắn đường link của group hay là của fanpage thì cũng tương tự nhé, chỉ cần copy link và vào clip tạo link mới và bạn chỉnh sửa. Chúc các bạn sẽ thành công. Nếu mà bạn cảm thấy video hay hữu ích thì hãy like, share và nhớ chia sẻ để rất nhiều người biết đến cái mẹo nhỏ này nhé. Nếu yêu thích mình hãy đăng ký kênh của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.